tổ chức sinh nhật hoành tráng cho chồng, mời cả loạt sao Việt đến dự. Lâm Khánh Chi gây choáng ngợp vì lột xác quá xinh đẹp, không ai nghĩ già hơn chồng. Để mừng ông xã đón tuổi mới, Lâm Khánh Chi đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng. Đoàn Thanh Tài, Quý Bình đã đến buổi tiệc chúc mừng sinh nhật chồng của Lâm Khánh Chi. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, mừng ông xã đón tuổi mới. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra tại nhà hàng với sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết của hai vợ chồng Lâm Khánh Chi như Đoàn Thanh Tài, Quý Bình, chồng cũ Phi Thanh Vân. Trong ngày đặc biệt của chồng, Lâm Khánh Chi ăn mặc kín đáo, make-up nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Hai sao Việt Đoàn Thanh Tài và Quý Bình đến chúc mừng sinh nhật của chồng Lâm Khánh Chi. Chồng cũ của Phi Thanh Vân chụp ảnh cùng chồng Lâm Khánh Chi. Sau đám cưới lãng mạn, cuộc sống của Lâm Khánh Chi bên chồng trẻ vô cùng hạnh phúc. Lâm Khánh Chi tâm sự, chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc bởi tình cảm hai đứa ngày càng mặn nồng sâu sắc. Ông xã thương và lo lắng cho chị nhiều lắm. Nên vợ nên chồng rồi, ngoài tình yêu phải có trách nhiệm chăm sóc lo lắng cho nhau nhiều hơn nữa. Ngoài ra, ca sĩ chuyển giới cũng cho biết cô được bố mẹ chồng rất yêu thương và quan tâm. Harry Won ung thư, Trấn Thành tính chuyện sinh con nuôi. Tôi không trách cô ấy, chắc gì tôi đã không bị bệnh. Câu trả lời của Trấn Thành khi được hỏi về căn bệnh hiện tại của Harry Won khiến không ít khán giả tò mò. Suốt một tháng trời đi đi về về, dành trọn thời gian cho những trải nghiệm mới nhất khi đàn ông mang bầu, Trấn Thành vẫn không quên buổi hẹn phỏng vấn cùng báo vào buổi chiều tan tầm tháng 5. Khác với mọi lần gặp gỡ trước, anh đã thôi không còn mang dáng vẻ nhí nhảnh tinh nghịch quen thuộc như trên các phương diện thông tin đại chúng. Trấn Thành trước mặt tôi giờ đây đã là một người đàn ông điềm tĩnh với nụ cười hiền hòa bình dị luôn thường trực. Sau những câu chào hỏi thủ tục cho đúng lễ nghĩa, cũng là lúc ngoài trời cơn mưa cuối ngày đang dần nặng hạt, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện về sự đời, sự nghề và câu chuyện hậu đám cưới trong mơ của anh. Cuộc sống sau quyết định đi đến hôn nhân của anh như thế nào? Có thể nói quyết định đi đến hôn nhân là một trong những quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ bản thân mình sẽ rất hối hận nếu như không có quyết định đó. Vài giờ thì tôi đang tận hưởng cũng như cảm thấy hạnh phúc vì sự liều lĩnh của mình. Vậy đó có được xem là bước ngoặt lớn của cuộc đời anh? Lớn chứ, rất lớn là đằng khác. Nhưng để gọi đó là bước ngoặt thì với tôi nó chưa chính xác. Mà đúng hơn thì nó là cột mốc. Bởi tại sao mà tôi không gọi nó là bước ngoặt mà phải gọi là cột mốc? Là bởi vì quyết định đi đến hôn nhân đó đã giúp tôi tự tách bạch để phân chia cuộc đời mình ra làm hai phần, đó là Trấn Thành trước khi kết hôn và Trấn Thành sau khi kết hôn. Điều này có phải là lý do khiến showbiz Việt có một Trấn Thành như hiện tại? Tôi không chắc, nhưng từ sau khi kết hôn, tôi được vợ góp ý rất nhiều từ việc đi đứng, ăn nói và ngay cả việc phải tiết chế sự nóng giận cũng từ vợ mà ra. Trước kia tôi rất nóng tính, đôi lúc cũng làm ầm một số chuyện. Rồi một ngày tôi nhận ra vợ mình dường như đã bị ám ảnh bởi sự hành xử thiếu kiểm soát của tôi. Như vậy thì anh cũng đã từng khiến vợ buồn phiền. Buồn thì chắc là có, còn phiền thì hên xui. Bà xã tôi là một người nhạy cảm, rất dễ thu mình trước những sự to tiếng. Trong tất cả những chuyện đã xảy ra với chúng tôi, vợ tôi không cần biết tôi đúng hay tôi sai. Cô ấy chỉ cần nói chuyện một cách đàng hoàng nhẹ nhàng để hai đứa có thể giải quyết vấn đề một cách văn minh nhất. Và đó chính là lý do khiến tôi phải thay đổi để môi trường sống của gia đình tốt hơn. Động lực nào đã khiến Trấn Thành có thể yêu và kết hôn khi đang trong tâm bão? Tôi nghĩ động lực một phần trong những khó khăn đến từ dư luận. Chúng tôi, hai con người bình thường, hai mảnh ghép độc thân tìm thấy nhau và yêu thương nhau. Mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường khi những tin đồn không đúng về mối tình này lại được quá nhiều người quan tâm. Và thường thì trong tình yêu, điều gì bằng phẳng êm đềm quá sẽ không có dư vị. Đôi khi cũng cần có một chút sóng gió, để khi vượt qua mình sẽ cảm thấy yêu và giá trị như thế nào. Cũng giống những suy nghĩ đó càng khiến cho chúng tôi có thêm nghị lực để sát cánh bên nhau. Đối mặt với những thị phi xoay quanh chuyện tình cảm hôn nhân, tâm thế của anh đã thay đổi như thế nào? Thực ra chúng tôi chỉ mong muốn mình hãy cứ sống tốt để mọi người thấy mọi việc, không như mọi người nghĩ. Nhưng dần dần chúng tôi vượt qua được mọi thứ, đôi khi không chỉ đơn giản là vượt qua định kiến xã hội hay cách suy nghĩ sai của một số người, mà chúng tôi nhận ra mình hợp nhau thiệt. Chúng tôi là những mảnh ghép mà khi ráp lại tạo được bản vẽ mới, và bản vẽ đó có nội dung. Thực sự tôi đã tìm được một nửa rất thú vị trong cuộc đời mình.
và cũng chỉ Harry mới đủ sức làm thỏa mãn những suy nghĩ hơi khác người của cả hai. Anh nghĩ mình được nhiều hơn hay mất nhiều hơn sau cuộc hôn nhân này? Sau hôn nhân với Harry, tôi nghĩ mình mất tự do nhưng được độc lập. Tôi mất đi sự tự do của bản thân nhưng lại là một cá thể độc lập có gia đình, đúng với tư cách của một người đã lập gia đình chứ không phải một chàng trai trẻ lông bông. Và hiện tại, tôi đang tự xem mình là một nhà du hành mang trên vai khối tài sản vô cùng giá trị, đó là bà xã của tôi. Điều anh mong muốn nhất cho gia đình nhỏ của mình ở hiện tại là gì? Một trong những điều tôi và vợ tôi mong muốn là biết cách nhường nhận nhau, lắng nghe và hiểu nhau nhất có thể, để không phải buông tay nhau trong những lúc chúng tôi căng thẳng. Tôi muốn thấy được cảnh hai người già 80-90 tuổi vẫn dắt nhau ra công viên, vẫn đi xem cine, viết thư hẹn hò. Tôi nghĩ điều đó rất thú vị. Anh đã có ngôi nhà rồi, thế thì anh có tiếp tục mơ thêm về những đứa trẻ? Dĩ nhiên tôi và Harry cũng muốn có một sản phẩm chung. Sẽ có một ông xìn con và một bà ri con, nhưng tôi nghĩ có một bé gái đầu lòng. Tôi là người duy mỹ, đẻ con gái để tôi lo, chăm chút cho nó. Nhưng chúng tôi có một suy nghĩ đặc biệt là không bao giờ làm gì khi bản thân không chuẩn bị trước cho nó. Hay nói cách khác, chúng tôi chưa đủ độ chín chắn, đức hy sinh dành cho một đứa trẻ nên chúng tôi chưa nghĩ đến việc đó, cho đến khi chúng tôi nghĩ hành trang để đầy đủ chào đón một sinh linh ra đời. Tôi muốn con tôi phải sở hữu những điều tốt nhất mà vợ chồng tôi học được suốt 1/4 thế kỷ vừa qua. Chắc hẳn anh đã có dự định về việc có thêm thành viên mới. Chúng tôi có dự định chứ, sinh con trễ quá cũng không tốt. Tôi cũng không muốn thấy cảnh bố đã 40 mà con mới đầy tháng thôi nôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa để công việc ổn định, biết đâu đó. Mà tôi nói thật, cái gì đến bất chợt cũng thú vị hơn là tự mình sắp xếp. Trong những lần chia sẻ trước, anh có nhắc đến tình hình sức khỏe của bà xã. Đó có phải là lý do khiến vợ chồng anh kéo dài dự định sinh con của mình? Tôi đón nhận điều đó rất bình thường, bởi tôi quan niệm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta. Dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy thôi, và tôi nghĩ ngược lại, chắc gì tôi đã không bệnh trước cổ. Không cần biết bạn sống được bao nhiêu năm, chỉ cần sống thật tốt, và quãng thời gian bạn qua đã thật giá trị, để khi bạn ngã xuống, để lại nhiều thứ mà bản thân không phải tiếc nuối vì những năm mình đã tồn tại. Anh trang bị cho mình những hành trang nào trước vấn nạn, phân biệt đối xử với con lai? Bởi trước đó Harry từng chia sẻ cô cũng từng vướng phải trường hợp tương tự. Tôi không biết vì sao mọi người lại có thành kiến với con lai. Tôi thấy cái gì lai cũng tốt. Quý vị thấy không, món ăn Nhật hay Pháp nguyên thủy, người Việt Nam không ăn vô, nhưng khi được chế lại một tí mọi người lại thích thú. Rồi trái cây cũng lai tạo cái ghép để tốt hơn. Lai giống là hành động giúp chúng ta bổ trợ che lấp khiếm khuyết, ưu điểm cho nhau. Vậy một đứa con lai sao lại bị thành kiến? Nó là sinh linh may mắn nhất khi không làm gì, chỉ cần lớn lên tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận được hai luồng văn hóa, biết được hai ngôn ngữ lưu trữ từ bố và mẹ. Với hai nền văn hóa và hai cách suy nghĩ khác nhau, tôi nghĩ họ tư duy phát triển hơn bất cứ ai. Vì những con người kỳ thị con lai, họ mới là người có vấn đề. Tuấn Hưng tự tay chuẩn bị quà hôn vợ đắm đuối trong ngày sinh nhật. Nam ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục khiến bạn bè, khán giả xuýt xoa về sự lãng mạn dành cho bà xã Thu Hương trong ngày sinh nhật. Vào tối 23 tháng 5, trong không gian ấm cúng lãng mạn, nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cho bà xã Thu Hương tại phòng trà do mình làm chủ. Góp mặt trong bữa tiệc bao gồm nhiều bạn bè thân thiết của cả hai. Tuấn Hưng không quên dành nhiều lời yêu thương ngọt ngào cho bà xã Thu Hương. Thay mặt cho ông bà nội, ông bà ngoại và hai con, "Chúc em tuổi mới sẽ có công việc ngày một tốt hơn. Bên cạnh đấy, em luôn nhớ có anh và các con luôn ở bên cạnh yêu thương em. Và đối với anh hứa với em, luôn yêu em nhiệt tình nhất, chân thành nhất." Tuấn Hưng gửi lời chúc sinh nhật tới bà xã. Ca sĩ Tuấn Hưng dành lời ngọt ngào cho bà xã trong ngày sinh nhật. Vừa trở về từ Sài Gòn, Tuấn Hưng nhờ bạn bè giúp đỡ để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho bà xã. Nam ca sĩ trang trí nhiều bóng bay ánh kim và hoa tươi để mừng vợ đón tuổi mới. Tuấn Hưng còn chuẩn bị bánh ngọt, hoa hồng tặng vợ. Ngoài ra, anh còn mang đến món quà đặc biệt cho vợ. Dù hộp quà lớn, nhưng khi mở ra lại chứa rất nhiều bóng bay. Tuấn Hưng ngầm giải thích về món quà này. Anh cho biết, đây chỉ là những quả bóng bay tượng trưng cho những gì thăng hoa nhất của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng tất cả những điều đấy sẽ phải giữ lại và không thể để bay đi mất được. Đáp lại hành động lãng mạn của chồng, Thu Hương chia sẻ, "Cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em. Món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa."
trước sự hò reo của đông đảo bạn bè, đôi vợ chồng hôn nhau say đắm. Trong sinh nhật năm ngoái của bà xã, Tuấn Hân từng khiến cô bất ngờ với món quà là bó hoa, 99 bông hồng. Dù cưới đã được 4 năm, cặp đôi có 2 con, một trai một gái và tình yêu ngày càng mặn nồng. Mỗi lần đi lưu diễn xa nhà, Tuấn Hân thường viết những lời nhớ nhung ngọt ngào anh dành cho bà xã trên trang cá nhân. Trước tình cảm mà ông xã và người thân bạn bè dành cho mình trong ngày sinh nhật, Thu Hương xúc động viết trên trang cá nhân: số đúng là số sướng, đến công ty thì được công ty tổ chức sinh nhật cho, về đến nhà thì có chồng tổ chức sinh nhật cho ạ. Hôm qua vui quá, giờ em mới post được ảnh đây ạ. Tình cảm là điều quan trọng nhất, thấy mình thật giàu vì luôn có tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều. Cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em. Món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa đối với em. Cảm ơn các chị em thân thiết nhất đã rất hết lòng nhiệt tình với em. Bà xã Tuấn Hân không sống dựa vào chồng mà có sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại bà xã Tuấn Hân là chủ một cơ sở làm đẹp tại Hà Nội. Tuấn Hân cũng từng chia sẻ gia đình là hậu phương vững chắc, giúp anh có động lực để anh phát triển sự nghiệp của mình. Cậu con trai lớn của Tuấn Hân cũng đáng yêu trong những biểu cảm hành động ở tiệc sinh nhật. Gia đình, bố mẹ và vợ chồng Tuấn Hân cùng 2 con. Hai vợ chồng nam ca sĩ mặc tông sụt tông trang phục trắng, trong khi bé Son diện váy công chúa được bố bế. Bố Tuấn Hân trong tiệc sinh nhật của con dâu Thu Hương. Mẹ nam ca sĩ Tuấn Hân, người mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu thương, có những lúc quá bận rộn công việc. Mẹ anh là người chăm sóc 2 con giúp vợ chồng.